Đây thầy không gì thế mà lại bỏ cuộc, nhìn tụi con coi nè. Thì cái gói này chúng mày làm luôn á, giờ reset nè. Không sao cái này đi. Rồi mời mấy đứa coi là vẽ lại cái niệm nha. Thì để vẽ lại cái niệm đầu tiên là thầy mở cái bài sofa cộng cái niệm ra đúng không? Thầy làm nha. Thì coi như chưa có phần này đúng chưa? Rồi thì vẽ cái bốc này con nha. Wow. Cái này chọn hết á, giữ internet, bỏ cái này đi, những delete bỏ này đi xong. Rồi mấy đứa nhìn nha. Đầu tiên thì vẽ một cái bốc này đúng không? Có kích thước khoảng này. Ok con. Rồi thì cho màu xanh dương giống nãy giờ mình làm cho nó thấy rõ nha. Rồi. Chiều cao của nó thì khoảng chừng 80 thôi, không có cao dữ gì đâu ha. Rồi. Bây giờ thầy sẽ đi tắt đi cái niệm cho con, hai selection đúng không? Thầy làm ha. Thầy tăng cái statement lên nha con. 1 2 3. Rồi. Nhìn này con. Bây giờ đây là 3 đủ không? Đó gì đủ chưa? Đủ chưa con? Đúng không? Đúng không? Rồi đúng không mình coi lại cái file này. Đúng chưa con? Đúng chưa con? Đúng không? Rồi nhìn ha. Rồi đầu tiên là thầy cần thầy không cần quạt sang poly mà thầy ép một cái môi vai tên edit poly vô nè tụi con. Sau đó tại cấp độ vật tách đúng không con? Thầy chọn những được những cái này đúng không à? Nhớ là chọn bằng cái công cụ select này nó an toàn nè con nha. Thì chọn ở đây ra 9 nút đúng không à? Rồi mấy đứa coi nha, đầu tiên chúng ta sẽ click phải chọn cái chức năng tên là gì ta, chem gì con, chamfer đúng không? Rồi chúng ta cho ra một con số, rồi thì apply luôn nha. Sau đó thì quay qua cấp độ poly thì chọn hết những cái này tụi con hả, nhớ chọn bằng công cụ select này nè ha nha, nó an toàn. Còn con chọn cụ này á, lỡ như nắm kéo cái giật cái là hư á. Đúng không? Rồi giờ chúng ta dùng cái gì ta? Be vậy. Nè mấy anh làm được coi lại nè, là làm với cái nói chuyện chúng ta xuống quýnh cái chết bây giờ đó. Đúng con mới heo bồn nè, đúng không? Này rồi dữ lắm á. Rồi dữ lắm, ok nhìn này nha. Đứa nhìn ha. Chuyển này xuống. Đó đúng không? Ép này cho nó nhỏ nhỏ lại bớt. Coi thử coi. Ok đúng không? Rồi apply luôn nha. Rồi. Sau khi làm xong tới đây đúng không? Thì thầy cho mình cần cái gì? Nếu mình áp tục bô mút vô thì con thấy nó chẳng ra gì cho một cái áp thử đúng không? Nhìn thấy ghê đó, nhìn nè. Bô mút này đó, cái áp thử đó. Thì thấy nó sụm xuống, nó hư chưa, đúng không? Tại đâu đủ đoạn đâu. Ha. Bây giờ thầy cho mình sẽ chọn cấp độ cạnh nè con, nghe cạnh nè, nhìn nè mấy đứa. Thầy chọn cạnh nè đúng không? Nhấn control chọn cạnh dưới nè, nhấn control chọn hai cạnh này đúng không? Chúng ta dùng chức năng gì con? Lúp một cái đúng không? Thì con thấy là nó chọn hết những cạnh xung quanh đúng không? Rồi dư cái này tầm bậy là những internet bỏ đi, cái gì là bỏ nè, internet bỏ đi đúng chưa con? Rồi có internet bỏ luôn, dính là thấy không, nguy hiểm lắm đó, nguy hiểm, đường dưới là hư là đúng không? Rồi thầy phải chọn lại rồi không ổn đúng không con? Thầy chọn cái này những control chọn cái này, quay qua đây chọn cái này những control chọn cái này, quay qua đây chọn cái này, nhấn control chọn cái này, quay trở lại đây chọn cái này, nhấn control chọn này. Sau đó thầy dùng chức năng gì con? Lúc đúng không? Đó thì hy vọng là chính xác ha. Kiểm tra lại cái coi, nguy hiểm quá à. Ok rồi giờ nhìn nè thầy, kỳ này thầy làm sửa lại xíu ha. Thì đầu tiên thầy chọn chamfer nha con, có biết chamfer đúng không? Chamfer là vát cạnh đúng không? Cô nhìn nè, thì vát cho nó vô một cái đoạn cỡ này, nhớ số phân đoạn là một nha, nhìn nhìn đi con,
Chỗ này quan trọng mấy đứa, nói chuyện đó con. Nói gì quá trời ta. Rồi ok. Đó, được chưa? Apply luôn đúng chưa? Được chưa? Sau đó với những cái cạnh đang chọn đó, với những cái cạnh đang chọn đúng không con? Nếu vậy nó không có cạnh giữa, không hay. Vậy anh đu lại nha. Anh đu lại nè con. Những cái cạnh đang chọn thì không dùng, hồi nãy thì dùng gì ta? Cạnh lít phải đi ha, hồi nãy thì dùng là chamfer đúng không? Con có cái gì hay hơn không? Bây giờ dùng extrude đi nha. Nghe mấy đứa, extrude nè. Rồi bây giờ thì đã extrude ra một đoạn con ha. Ráng điều chỉnh số cho nó phù hợp đúng không? Đó, nó ra một cái ngấn như vậy đúng chưa? Rồi apply thôi ha. Hai cái ngấn mà vừa tạo ra hai bên ngoài á, đúng không? Bây giờ thầy sẽ làm cho nó âm vô xíu. Nó dương ra cái kia rồi thì nó cần âm cái nọ đúng không? Hai bên nó âm thì nó mới sẽ tạo ra cái ngấn đúng không con? Đó, nó khó là khó chỗ đó đó. Là thầy nhấn control rồi chọn cái này nè, quay xuống đây nhấn control, chọn hai cái rìa đó. Nhấn control chọn cái này nè, nhấn control chọn ở dưới. Thầy quay clip rồi con yên tâm ha. Giờ nhưng mà cái gì khó lắm thầy mới quay. Nhưng mình đang dùng tài liệu kia thôi, nhấn control chọn cái này nha. Nhấn control chọn cái này. Thầy làm tới đâu con làm tới đó. Rồi còn cái gì nữa nè. Nhấn control chọn cái này. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ thầy sẽ quay lại đây nè. Chọn lúp. À đúng không? Chọn lúp hết những cái chỗ đó rồi, bắt đầu mình mới tiếp tục lúp phải chuột. Mình chọn chút tiếp nè. Đó, cái chút này mình định như thế nào đây? Mình sẽ cho nó âm vô đúng không con? Đã dương ra rồi, bây giờ âm vô nhiêu? Ở dưới này là âm bao nhiêu? Hả? Âm và cái này. Đó, nó sẽ tạo một cái hõm đúng không con? Đó, âm xuống. Đó, apply luôn. Rồi thì con thấy là bây giờ quay lại up tụ bút mút rồi. Đó thì mấy đứa thấy là nó tạo ra một cái ngấn rất đẹp đúng không? Nếu mà tăng tụ bút lên 2 thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều đúng không? Đấy. Rất nhiều không? Đẹp không? Đúng không? Bây giờ thầy sẽ đi tắt tụ bộ mút đi và gây ra cái độ cà nút cạnh gì đó không biết ha. Thầy sẽ tiếp tục đi tạo những cái đường ngắn. Đúng không? Tạo cái đường ngắn. Đây. Nó làm cao lên. Đây. Đúng không? Tạo tiếp những cái cạnh này là máy trút. Đúng nè. Rồi. Đây. Con nhìn đây. Nhìn cái hình này là biết là tạo tiếp. Đúng không? Bây giờ nhìn mình quay lại cấp độ cạnh thôi. Đó, mình sẽ chọn những cạnh này. Dùng cái công cụ này nha con. Hướng với một nút thì nó có 4 cạnh xung quanh. Cái này là môn nâng cao rồi thì nó đòi hỏi mình phải bỏ công ra xíu ha. Rồi, đây thì còn thiếu một cái đường này nữa đúng không con? Rồi đây mình muốn tạo ra những cái cọng dây thì mình làm giống nãy thôi. Thì đầu tiên mình cũng extrude nó nè. Tuy nhiên là cái extrude đầu tiên là con tạo cái ngấn á, thì con tạo là cho nó dương lên để tạo những cái sợi ha. Dương cái đường âm ha, dương bao nhiêu thì tùy ha, dương đúng không? Apply nó đi. Cái độ rộng nè.
độ rộng con xác định kỹ lại ha. Đúng chưa? Đó. Up, apply. Và tương tự thế thầy sẽ tạo nó âm hai cái đầu hai bên nè. Thì ra sức nhấn control chọn hết nè con. Đấy. Nhấn control chọn hai cặp hai bên nè con, đúng không? Cái lát này nó hơi khó ha. Không phải hẳn là khó gì mà nó đòi hỏi mình phải đìa bỏ công vô rất nhiều nha. Ráng thêm xíu nữa là xong. Thì nó mới ra được cộng dây, con hiểu không? Cộng hết những cái này lại. Đúng chưa? Xong chưa? Đủ chưa con? Ok. Kiểm tra cái thiếu cộng này. Thiếu cộng này đúng không? Ok, bây giờ sẽ tiến hành lít phải chuột tiếp con hả? Chọn phép chuột tiếp đúng không? Đó, lúc này chắc chắn là phải âm nè, đúng không? Chắc chắn là phải âm. Và đồng thời cái này là nó sẽ hẹp hẹp lại chút xíu. Đấy, để tạo phản ứng apply xong. Mở tục bô mút lên nha. Thì cái đường của thầy nó như thế này, nó tương đối đúng không? Rồi thì bây giờ thầy sẽ đi dùng cái spare nha. Và thầy vẽ tại mặt top này cho nó ra đẹp đều đúng không? Và nắm cái ba kéo lên trên đúng không? Đấy. Cái ba này dùng công cụ scale. Đúng không? Thì ép cho nó dẹp xuống tại trục Z này. Thức của số 3 này thì nó tương đối nhỏ thôi. Cần to quá. Tạm thời cho cái màu trắng để mình dễ nhìn, đúng không? Tạm thời tắt cái S-Fray đi. Tắt cái cạnh này đúng không? Thì mình thấy ghế mình đẹp chứ, đúng không? Rồi. Thì tay mặt, thầy nghĩ tay mặt top là nó hợp nhất nè. Nhấn ship ha, thì copy instant ha, làm hai cái. Đối với ba cái này nhấn ship với hai cái nữa xong đúng không? Thì chúng ta rút lại được không? Chúng ta sẽ ẩn nó hiện ra đúng không? Đây thì con thấy là mình được thành phần như thế này. Mình sẽ đi dùng công cụ scale điều chỉnh cho nó phù hợp ha. Nhấn shift copy qua đây một cái nữa và đồng thời chắc lại thì copy đây. Lúc này dùng công cụ scale, cái này nhỏ lại một xíu đúng không? Và những ship copy cho nó đối xứng với này một cái ha. À, đẹp ha. Đây là dùng hai cái giữa này scale lớn thêm một xíu nữa ha. Cho nó mập ra thêm một xíu nữa đúng không? Để cho nó không có khoảng cách rồi ha. Trong bảng chất liệu thì chúng ta sẽ chọn toàn bộ chất liệu và gắn vô cho nó một chất liệu thôi, nhìn cho nó dễ chịu đúng không? Rồi xong. À, giờ chúng ta đi làm thêm cái chân nữa đi con. Chân thì nó đơn giản thôi, con dùng một cái trong cái lab này thì là qua cái gói rồi ha.
ship này. À, làm cái gói trước cũng được ha. Đây, để làm cái gói thì làm luôn ngay sell cái bài này lại đúng không? Và chúng ta reset đó, chúng ta làm cái gói riêng. Thì con nhìn đây, để làm cái gói thì đầu tiên thì giờ tạo cái box nha, thì quay clip luôn rồi đúng không? Thì kích thước thì mình mô phỏng thôi ha, mỏng mỏng thôi. Assessment thì con cho khoảng 5-40 thì cho 40 nè ha. Thấy chưa? Nhìn nè. Đầu tiên để làm gói thì con chỉ cần vài động tác thôi. Động tác đầu tiên là áp cái modify tên là cloud. Cloud đúng không? Sau đó tại object RPT con chỉ định cái gói với chất liệu là cotton ha. Chọn cloud và đây chọn cotton. Đúng chưa? Tại cái chức năng razor này là cái gọi là cái độ bung độ gì đó thì con có khoảng 15-20 được rồi. Thầy cho 20 ok. Ra ngoài đây thì không muốn cho gói rơi thì thầy chọn cái trọng lực này bỏ đi nha. Bỏ cái thông số trọng lực đi. Thì lúc này con simulate lầu khâu nó sẽ tự động bung gói lên. Và nó không có trọng lực trong đó, thấy chưa? Rồi, khi con thấy hài lòng thì con có thể nhấn cái kép và dừng lại nha, thì thầy nhấn cái kép lùi dừng lại xong. Thấy chưa? Giờ thì bật F-Frame lên nè, đúng không? Làm luôn nè, ha, F-Frame. Thì chọn cái gói làm ngắn cho nó là cả nhà coi luôn nha. Thầy lít phải chọn convert to poly và chọn cấp độ cạnh đúng không con? Ở đây thì chọn từ trái qua phải, chọn hết cái cạnh này chạy đôi ra bằng cách lệnh connect. Connect thì con học hoài đúng không? Chạy đôi ra con thấy rồi nha, nhìn nha. Bây giờ thầy lại dùng cái lệnh nãy giờ mình học đó là lệnh extrude đúng không con? Extrude nha. Đây. Đó thì chút cho cái này nó âm vô hoặc là nó lõm lòi ra tùy ha, con thầy cho âm vô xíu nha. Và cho cái cạnh này là nó nhỏ thôi đó, tạo thành con ngắn đúng không? Con cho âm ít thôi, cái này âm hình như hơi bị nhiều. Đó, áp lại nó đi. Rồi. Tuy nhiên để cho cái bài này đẹp hơn thì thầy cho mình sẽ tạo nó một cái tục bù mút. Thật tự nhiên là nó đủ rồi. Muốn tục bù mút thì cũng được ha. Đó thì nó có ngắn thì được rồi, đúng không? Kiếm chất lượng đẹp đại ép vô. Còn bây giờ thầy sao lại thầy đặt tên là gói nè, con nhìn ha. Thầy đặt lên desktop nè. Phối cảnh nè. Phối cảnh nè. Đây. Đúng không? Thầy đặt tên là gói nè, đúng không? Rồi. Thế bây giờ thầy sẽ quay lại với cái gì? Cái gì con? Cái ghế sofa nãy thầy đưa gói vô, mời cả nhà mình coi luôn, đúng không? Thầy vào file, chọn im bọt, chọn mẹt. Đúng chưa? Mẹt nghĩa là chúng ta liên kết lại với nhau và tại cái file phối cảnh nè, chúng ta đã có cái gói nè. Rồi chúng ta chọn ok. Rồi chúng ta ok thôi nha. Sau đó thầy sẽ keo cái gói lại cho nó phù hợp. Bây giờ cái gói này mình dễ mô phỏng, bự quá, bự bằng cái nhà đó, đúng không nè? Đúng nè. Thế thì bây giờ thầy sẽ kéo cái gói lên cao, đúng nè. Con sẽ đi tìm chất liệu đẹp đẹp áp vô nha. Thì mình có bài chất liệu riêng mà con lo gì phải không? Hả? Thầy sẽ dạy chất liệu V-Ray, chất liệu cơ bản đủ hết ha. Ở những cái bài kế đúng không? Hiểu đó là mình sẽ phối hợp với cái này ha. Con copy hay là instant vậy tùy con ha, xoay sở đó, ha. Đúng chưa? Rồi xong rồi con nha, rất đẹp đúng nè. Rồi thì cái clip tới đây thầy sẽ dừng lại nha. Nha, 18 phút nha. Thì stop nha.